Kính thưa quý vị khán giả, trong chuyên mục Chuyện Người Nổi Tiếng tuần này thì chúng ta sẽ gặp gỡ với những nhân vật hết sức thú vị và đặc biệt. Cái điều đặc biệt ở đây là họ mặc dù rất nổi tiếng nhưng mà trong một thời gian dài thì họ rất ít xuất hiện ở các cái phương tiện truyền thông. Và người mà tôi muốn nói đến đó là hai chị em Thúy Vinh, Thúy Hiền. Và lần đầu tiên họ tham gia đóng chung một bộ phim, và đó là bộ phim Nữ Đại Gia của đạo diễn Lê Văn Kiệt. Xin chào hai chị em Thúy Vinh, Thúy Hiền. Thì đã rất lâu rồi thì mới thấy hai chị em lại trở lại trên màn ảnh rộng và lại trong cùng một cái bộ phim. Thì hai bạn có thể chia sẻ được là lý do vì sao, cái cơ duyên nào đưa hai bạn đến bộ phim này hay không? Thì cũng là cái cơ duyên, lúc đầu em có tham gia một cái vai nhỏ, một cái vai nhà sư ở trong phim Hiệp Sĩ Mù. Thì có dịp được tiếp xúc và làm việc với anh Võ Sư Hải. Thì có thể là sau cái bộ phim đó thì anh Hải cũng giới thiệu em đến với cả nhà sản xuất với cái vai cảnh sát trong phim Nữ Đại Gia này. Thì mọi người cũng mời chị Vinh tham gia bộ phim này. Sau đó thì cũng biết đến em là em gái, thì có mời em tham gia mà khách mời. Thì tham gia có lẽ là cũng lâu rồi không xuất hiện, nhưng mà em cũng muốn thử sức mình. Vinh có thể chia sẻ một chút về vai diễn của mình ở trong phim này. Em rất là thực ra rất là tâm đắc, mình cảm giác như nó phù hợp với cái cá tính của mình, một cái vai nữ cảnh sát chìm. Đương nhiên là khi mà một cái vai cảnh sát thì bao giờ cũng là một cái vai cá tính, có những cái pha hành động hoặc là phải đi bắt hoặc là thì em nghĩ là nó phù hợp với mình. Em nghĩ là những cái người cá tính giống như em thì nó sẽ không có hợp nhiều vai, nên cái vai này em thực sự rất là tâm đắc. Là một cô gái rất là vừa xinh đẹp lại vừa giỏi võ nữa, mà nếu như mà nhiều người nghĩ là nếu mà Thúy Hiền mà tham gia vào với điện ảnh ấy, thì có thể là Thúy Hiền cũng đã nổi lên giống như là hình ảnh một đả nữ của điện ảnh rồi. Thúy Hiền có thể chia sẻ xem là vì sao mà hồi đó mình cũng đã nổi tiếng rồi mà mình không lựa chọn tham gia vào showbiz? Thực ra thì em thích cái cuộc sống giản dị, thích cuộc sống như những người bình thường. Em cũng không phải là người thích tham gia vào cái thế giới showbiz. Thế nhưng ngày xưa, bởi vì em không tham gia bộ phim Việt là vì phim võ của mình ngày xưa ấy, thì em có lần em cũng tham gia rồi, nhưng mà vì lúc đấy chưa cập nhật lắm nên là quay mình đánh võ nó không được hài lòng, tại vì là mình hay xem phim nước ngoài. Thế thì lúc đó, những cái năm đó thì năm chín mấy, những cái năm đó thì điện ảnh Việt Nam nói chung là chưa cập nhật như bây giờ. Thế nhưng mà cái thời điểm gần đây, điện ảnh Việt Nam quay về võ thuật là có rất là nhiều cái bước đột phá, và em cảm thấy bắt đầu thích. Thì có lẽ cái tuổi của mình cũng không còn trẻ trung hay là không còn sôi nổi nữa như ngày xưa nữa rồi. Thế nhưng nếu có cơ hội để làm được những bộ phim hay thì em rất là muốn cống hiến. Sau cái lần đóng phim này thì mình có định là sẽ tham gia nhiều hơn không? Thì đương nhiên em cũng phải tìm hiểu về đạo diễn. Nếu như mà được mời làm phim thì em cũng sẽ tìm hiểu, nếu như những người đạo diễn làm phim đã có kinh nghiệm về làm phim võ thuật rồi thì chắc chắn em sẽ tham gia. Hiền thì từ lâu rồi, sau khi mà đoạt giải một thời gian thì Hiền coi như là giống như là rút về ở ẩn vậy đó, cũng không tham gia trong cái giới về võ thuật mà cũng không tham gia trong giới nghệ thuật. Thì Hiền nhân dịp này mình có thể chia sẻ về cuộc sống của mình hiện nay hay không? Em muốn thích cái cuộc sống nó giản dị, nên công việc thường ngày của em không có gì đặc biệt. Em vẫn còn đi dạy, nhưng em dạy Ushu, năng khiếu, dạy Ushu, dạy năng khiếu, dạy cho các cháu nhỏ ở trường Hoài Đức của Sở Thể dục Thể thao Hà Nội. Em sau đó thì em có kinh doanh thêm bên ngoài. Em là người thích kinh doanh, thích kinh doanh nhỏ, tại vì em sợ thuyền to gió lớn. Nên là thích kinh doanh, rồi muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh các con của mình. Nhưng mà thời gian gần đây thì được mời tham dự bộ phim này thì cũng có xuất hiện nhiều hơn trên báo chí, trên truyền thông. Thì thấy là mọi người cũng vẫn quan tâm đến mình, đã phải hơn 10 năm rồi là em không
tham gia thi đấu hay không tham gia những cái chương trình lớn gì cả. Thì hơn 10 năm rồi thì thấy là nhiều khán giả, nhất là cái lứa tuổi mình hoặc là nhiều tuổi hơn mình, là họ vẫn muốn biết được cuộc sống của mình như nào, biết được sức khỏe của mình như nào. Như thế là cũng thấy rất là hạnh phúc. Thúy Vinh thì sau một thời gian dài có thể nói là ở ẩn, thì bây giờ Thúy Vinh lại quay lại với bộ phim này. Thì bạn có thể chia sẻ về những quãng thời gian vừa rồi thì cuộc sống của Thúy Vinh như thế nào? Em vẫn làm việc trong lĩnh vực giải trí, chỉ có cái là thời gian sau khi mình trải qua rất là nhiều những cái chuyện lùm xùm ở công ty thì mình cũng hạn chế cái việc mình xuất hiện nhiều. Bởi vì em cái tính cách của em cho dù ở ngoài mạnh mẽ thế nhưng mà mình là người tình cảm cũng dễ bị hay nghĩ suy nghĩ hay buồn, nên mình cũng hạn chế lại. Cái công việc của mình làm việc trong ngành giải trí nhưng mà mình cũng hầu như là đứng sau sân khấu thôi, mình là người đứng đằng sau là ánh đèn sân khấu chứ cũng ít xuất hiện ở ngoài. Vậy thì với cái việc mà chọn lựa điện ảnh này thì có phải là một cái cách mà để Thúy Vinh quay trở lại với... Thực ra em chưa bao giờ nghĩ mình chọn lựa điện ảnh, mà có lẽ là cái duyên sau đó, có lẽ cái duyên, không biết có phải điện ảnh chọn mình không nhưng mà mình thực sự là một cái những cái vô tình họ thấy phù hợp họ mời, nên chứ em chưa bao giờ nghĩ mình trở thành diễn viên cả. Có thể nói là võ thuật ấy thì nó cũng mang lại cho Thúy Hiền khá nhiều điều và cả sự nổi tiếng nữa. Thì bây giờ với những đứa con của Hiền thì Hiền có muốn là các con mình sẽ theo nghiệp của mẹ hay không? Em thì không áp đặt các con. Em cũng đã từng cho các con đi tham dự những cái buổi tập, những cái ngày nghỉ hè các con đã được đi tập rồi. Thế nhưng mà hình như các con không say mê lắm. Nên là mình cũng không bắt được. Thì các con nói là khi mà tập xoạc thì rất là đau. Bởi vì là cái bộ môn này nhìn thì có vẻ đẹp mắt, nhìn thì có vẻ là rất là thẩm mỹ. Thế nhưng mà để mà đạt được những cái thẩm mỹ đó, để mà giống như tập như là mình chơi thì nó cũng rất là khó. Cho nên là thường cái bộ môn của em ấy nó gần như là thể dục cụ ấy. Nó không thể là cái môn phát triển phong trào được, không thể chơi theo kiểu phong trào được, mà là phải tập thật là nghiêm túc và say mê và chuyên nghiệp cơ. Nhưng mà dù sao thì chắc là con của Hiền cũng đạt được với một cái mức độ nhất định ở trong... Không có mức độ gì cả về con em. Em cũng cho chúng đi tập nhưng mà chúng có vẻ không thích lắm. Nên là chúng không thích lắm thì mình cũng không thể ép được. Thế thôi thì để tự nhiên, thì sau này các con... dần dần các con có cái khả năng về mặt nào thì em sẽ đầu tư cho các con về mặt đó. Em chỉ mong là các con của mình có cuộc sống bình thường như mọi người. Vì em là hai cô con gái nên em muốn chúng khác mình. Các cháu sẽ có một gia đình vẹn tròn hơn mình. Biết sao mà chúng cũng xinh đẹp như là mẹ chúng là được rồi, đúng không? Cảm ơn Thúy Vinh, cảm ơn Thúy Hiền.